Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cờ lem 500 triệu tốc căng có kiểu là BGB như thế các bạn. BGB nè. Thì chương trình airdrop này nó sẽ tốc căng này sẽ list vào sàn BBK Swap vào ngày 20 tháng 7 nha các bạn. Thì mình các bạn có thể mua tôi min bay tối thiểu là 0.01 BNB, max là 10 BNB các bạn. Mua 0.01 BNB là khoảng rất là nhiều các bạn. Đây cờ lem airdrop nè. Đây link ghép thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn bấm vào cái link sẽ có link ghép đó các bạn. Ok, đây các em được con này thì các bạn copy bằng link mô tả dưới video mình nha. Rồi các bạn mở trình duyệt chi chúc wallet của mình ra nè, các bạn cho một dash nè. Rồi các bạn dán vào đây các bạn. Các bạn có thể dùng các em trên ví Safiban cũng được nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nữa. Thì những dán thế này mang tính chất số rất là cao các bạn. Rồi. Các bạn nào không muốn mua video của nó thì các bạn bấm vào claim airdrop các bạn. Rồi bạn bấm kết nối nè. Mình thấy trên tài Twitter nó có 13.000 mấy theo dõi đó bạn. Thì phí mạng mình chỉ tốn là 0.00069 BNB các bạn, khoảng 0.1 đô các bạn, 0.2 đô, rất là rẻ luôn. Rồi bạn bấm nó chấp thuận các bạn. Rồi chờ nó giao dịch chút xíu nữa các bạn. Nhưng qua copy con sắt của nó kìa. Ok, như vậy mình đã smart con sắt được các bạn. Rồi bạn dán cái địa chỉ con sắt nó vào các bạn. Rồi bạn gỡ ra nè, mở ra nè. Mình ước mình nhận được bao nhiêu thôi các bạn. À, nó tốn phí mạng này nọ là còn có 475 triệu tục cần chi bíp các bạn. Đem qua trang BC scan anh chết các bạn. Thì tổng cung nó các con này rất là cao thôi các bạn. Hiện tại có 5.733 holder các bạn. Có địa chỉ con chắc hợp đồng đàng hoàng sẽ thuộc phân các bạn. Thì trong web nó đang cập nhật các bạn. Thì cũng rất là nhiều người claim con này các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 400 bao nhiêu ta. Claim con tốc căng có hiệu là GB. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.